Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia kèo airdrop đến từ tựa game demo. Đây là một tựa game có cái giao diện mình đánh giá khá là đẹp cũng như là khá tiềm năng trong thời điểm hiện tại. Và để tham gia vào kèo airdrop ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Trong kèo airdrop lần này thì chúng ta sẽ có 1000 suất random và mỗi người sẽ nhận được là 40 cái đồng token DLMG. Đấy, và kèo airdrop này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 10 và sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 10. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành, chúng ta lướt xuống phía dưới để các bạn lấy điền các cái thông tin. Đầu tiên là phần full name. Full name thì các bạn sẽ điền cho mình cái thông tin cá nhân của chúng ta. Các bạn có thể điền một cái tên bất kỳ nhé. Rồi, tiếp theo là email thì các bạn sẽ nhập cái địa chỉ email của chúng ta vào. Và sau đó chúng ta sẽ nhấn vào phần Enter Giveaway. Tiếp theo là chúng ta sẽ hoàn thành các cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở đây thì các bạn sẽ cần hoàn thành các cái nhiệm vụ cũng khá đơn giản. Đầu tiên là chúng ta sẽ follow cái trang Twitter của dự án. Sau đó chúng ta sẽ nhập cái username Twitter vào phần khai báo. Thì bây giờ các bạn sẽ vào cho mình cái trang Twitter. Chúng ta vào phần Profile. Phần này thì các bạn sẽ copy cho mình cái đường, chúng ta sẽ copy cái username Twitter của chúng ta là từ cái đoạn a còng này, sao chép và các bạn sẽ dán vào đây. Chúng ta sẽ nhấn vào phần iFollower. Tiếp theo là chúng ta sẽ retweet cái bài đăng của dự án. Thì đây các bạn sẽ mở ra, nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến cái trang, cái bài tweet của dự án. Chúng ta tiến hành thả tim, sau đó các bạn nhấn vào phần quote tweet. Ở đây thì nó không yêu cầu tác thẻ bạn bè nên chúng ta có thể để lại một cái dòng chữ good job hoặc là để lại một dấu chấm bất kỳ thì tùy các bạn. Sau đó các bạn sẽ vào cái phần profile. Chúng ta sẽ vào cái phần tweet và retweet. Ở đây thì nó sẽ để lại, nó sẽ tổng hợp tất cả những cái bài mà chúng ta retweet về thì nó sẽ vào đây. Thì các bạn mới sẽ thấy là cái bài mà chúng ta vừa retweet về ở trên cái trang của demo.io. Thì các bạn sẽ click vào. Sau đó các bạn sẽ copy cái đường link bài viết này cho mình. Và chúng ta sẽ dán cái đường link bài viết vào cái phần khai báo, cái đường link retweet. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ join vào hai cái kênh Telegram của dự án. Thì đây là kênh channel, một kênh để hai kênh để các bạn có thể cập nhật các cái thông tin mới nhất về các dự án. Thì đây các bạn sẽ vào cái trang Telegram, chúng ta sẽ vào dấu 3 gạch phía trên góc trái màn hình để chúng ta lấy cái username khai báo. Sau đó các bạn sẽ vào tiếp cho mình phần setting, chọn edit profile và copy username. Sau khi copy xong thì các bạn sẽ quay lại cái trang, chúng ta sẽ quay lại trang làm nhiệm vụ điền vào và lưu ý là thêm cho mình cái dấu A còng ở phía trước và nhấn vào phần I joined. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ join vào cái kênh channel của dự án. Đây là một cái nhóm chat hiện tại đã có 50.000 thành viên. Đấy thì các bạn cũng có thể thấy được là cái độ phổ biến của game này. Rồi sau đó chúng ta cũng sẽ quay lại và các bạn sẽ điền cái username của chúng ta. Các bạn lưu ý là vẫn thêm dấu A còng nhé. Rồi nhiệm vụ tiếp theo đó chúng ta sẽ join vào cái kênh Discord của dự án. Ở đây các bạn sẽ nhấn vào phần chấp nhận lời mời thì nó sẽ tự động join vào cái nhóm. Thì nếu bạn nào chưa có tài khoản Discord ấy, thì các bạn có thể đăng ký một cái tài khoản bằng email cũng rất là đơn giản. Sau đó chúng ta sẽ nhìn cái ở cái trang Discord của các bạn thì các bạn sẽ nhìn xuống ở cái phần phía dưới góc trái màn hình. Ở đây thì các bạn sẽ thấy cái username của chúng ta thì các bạn chỉ việc click vào thì nó sẽ tự động sao chép. Sau đó chúng ta sẽ dán vào và nhấn vào phần I joined this server. Nhiệm vụ cuối cùng là các bạn sẽ điền cho mình cái địa chỉ ví BEP20. Với địa chỉ ví BEP20 thì các bạn có thể sao chép cái địa chỉ ví ở trên ví Metamask. Sau đó chúng ta sẽ dán vào và nhấn vào phần Confirm in Try. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ này. Và theo như mình thấy thì cái nhiệm vụ này không có rep nhé, nên là hoàn toàn là 1000 suất hoàn toàn random. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta review cho các bạn về cái giao diện của cái tựa game này. Xem thử là cái tựa game này nó có tiềm năng hay không. Rồi. Đầu tiên là về cái giao diện thì các bạn có thể thấy ở đây là một số hình ảnh ở trong cái giao diện của game. Ok, con này thì chúng ta có thể phóng to, phóng nhỏ. Đây, mình sẽ review cho các bạn qua cái giao diện trước. Thì đây là một số cái nhân vật ở trong game. Nói chung đánh giá về cái giao diện này thì mình cũng khá là thích. Ở trong game thì có các cái phần chơi để kiếm tiền. Đầu tiên là chúng ta có thể tham gia đánh quái hàng ngày để các bạn hoàn thành các cái nhiệm vụ. Tiếp theo là chúng ta tham gia hoàn thành các cái nhiệm vụ hàng ngày, rồi là tham gia đấu trường, tham gia đánh bot thế giới, tham gia thương trường, buôn bán, trao đổi các cái vật phẩm. Về lộ trình thì hiện tại con này đang nằm trong quý 4 của năm 2021, sẽ là ra mắt sản phẩm NFT, rồi là ra mắt thị trường, sân tập, tổ quái vật, phát hành game. Rồi là quý 1 năm 2022 sẽ phát triển hệ thống vật nuôi, hệ thống vật phẩm, hệ thống tăng áp, rồi là nhiều cái tính năng xã hội hơn. Đến quý 2 năm 2022 sẽ mở giải đấu. Và quý 3 năm 2021, hiện tại thì đây là quý 3 nhé, sorry các bạn một chút, ở đây mình đọc hơi bị lệch một chút. Đó, đầu tiên hiện tại thì nó đang nằm trong cái giai đoạn đó là quý 2 của năm 2021 và roadmap thì mới chia làm 4 giai đoạn. Thì đây là các cái đối tác xung quanh của cái dự án này thì chúng ta sẽ cùng xem tiếp nhé. Có VietIO, có LD Capital. Rồi, tiếp theo mình sẽ tìm cho các bạn cái trang white paper của dự án. Đây, tiếp theo là về cái team sáng lập. Team sáng lập thì cái tựa game này thuộc một tập đoàn là Dalab, đến từ một tập đoàn phát triển game và blockchain với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực game dev và tech finance. Ok, thì đây là có người sáng lập ở đây, người sáng lập hình như là người Việt. Đây, và CEO và CTO là người nước ngoài. Thì đây một cái dự án có cả sự tham gia của người nước ngoài và của cả người Việt. Nói chung team thì công bố mặt mũi đàng hoàng. Rồi chúng ta cũng có thể là một phần đánh giá qua cái white paper của nó thì mình thấy hiện tại white paper thì đang khá là ít thông tin. Đấy thì chúng ta chỉ quan tâm đến phần đồ họa này, đồ họa nói chung đồ họa là ok rồi này. Rồi tiếp theo là team sáng lập cũng ok. Rồi là cái chế độ chơi trong game thì cái cách chơi của game này thì mình vẫn chưa thể tìm hiểu được. Ok, rồi tiếp theo một phần nữa mà chúng ta cũng cần quan tâm đến đó là cái phần phân bổ token. Thì đây tổng cung của con này là 500 triệu token nha các bạn. Đó, tổng cung 500 triệu token và phân phối ở đây 30% sẽ dành cho hệ thống này, 18% sẽ dành cho marketing, 15% sẽ dành cho thanh khoản, 1.5% dành cho public sale, 5% dành mở bán vòng seed round, 10,5% sẽ dành cho private sale và team sáng lập và advisor là 20%. Đấy, thì đây cái tỷ lệ team sáng lập, thường thì các dự án game thì team sáng lập chỉ nắm có 5 cho tới 10%. Ok, tuy nhiên thì ở đây là cả team sáng lập và cả advisor, tức là những cái người ở phía sau backer, ở phía sau dự án. Rồi, và vừa rồi thì mình đã review cũng như là hướng dẫn cho các bạn tham gia qua kèo airdrop đến từ dự án của tựa game demo. Thì nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.